chà thông lên cái cha nó được hiện chân rồi chân nhiên đấy tám hết một chắc cái này nó không miên rồi cái bao chen chen nhé nào bông bông chà mình cột ruột chết mỏng nữa ngay đẹp xua bông bông từng ác nia chà chụp nia sai chụp mây một đòn kia thái mình tay tiên đi nên khi ông đừng lo mà làm nẹt ác nia từ vòng xa nơi nông đi crong Amsterdam là chỉ đi crong ở bắc tây hồi lắng ấy chà còn ta lớn nick cho mở yoga lan một chọn nơi tin đi sân của ha nơi tin đi cứ miền đồng lại xong rôm chiên nơi tin crong á chả chọn lan nơi tin crong biển thay tích cái yoga một màu trắng phần pi tơ phần bảy euro á phần tay cái lại trong chọn lan ấy cứ chia stadium robot crong ba toát mua Ajax chả chỉ crong ba toát là bảy chua mua đá robot tê hồ lắng á chả cái lại ní cái yoga đồng lại tay phần bảy euro tết nông một ngày á bên sân chỉ dùng chọn lan này nhé hai dương ai chở phơ đầm đá cho mỗi nâng ở metro từ cái đá thì crong nó cứ kê ở dọc lối để chẳng đồng bay cũng ai khát bé chả nên khi nhôm từ chỉ metro đồng bay phơ đầm đá từ thì crong Amsterdam tại bắt đầu thông đá nơi ở tì krong ní miên nhiều tì cho chả ơn có quạt đà quạt quảnh bình nâng á vần tài đại xa tại Covid đập bổng bốn tập thơ ở miên ở sắp hiệp chả ngạp cho ngốm bẹp nâng á nơi mà chua hàng đam đây nó cứ chìa hàng á chả sọt tà hàng lụa khảo a lụa mà hộp cục sọp chân á hay ở thông đá thọp đẹp đào chìa khả nì á vần tài thằng ngày ní một phá lâu cứ đào mà nè ai nhá ai cứ riêng mong tao bông bồ là lỡ nên khi ông nôm nẹt tặng ốc nè từ mở cố nè ngày nơi chuyện đây nấy miên cô mà có bà chẳng chẳng đang thắc cô nơi thì cái rong đang bài mất ta trôi mưa tặng ốc nè á chả hay nơi chết chết đang có cái miên kia mẹ phơi ca tu tơ đây nè mình trầm tầm miên hàng lụa cả rồi cô rồi bỏ nhầm ấy thế nấy cái chi kia cái lại cái lụa hôn á chả lụa cả đá hôn hay nơi khẳng cầu nơi khẳng mộc ní cứ chia cô đồng nàng ao chả cứ cô nó cột miến này nhá cột chồn lăng mà lớn đồng nàng ao phi hôn lớn á chả chuỗi lớn có bùa hình trắng nên khi ông ai cút cô nâng tới cành lô trên đành phi hôn ấy ban chả ơn ấy trắng á này chả đi còn ta chia chùm nửa nâng ngày nếu bây giờ chọn phần lớn nữa bông bồn bây giờ tại chỗ ta thì còn đi sổ bộ con khả năng mình tên á con chỉ là bữa niềng lươn đài á chẳng ở dưỡng chọn trời mình cả bông bây giờ tại chỗ nữa chào bà xanh chị bông bồn ba mà đó là thì còn đi hơi công tích chua tu đồng bầy chị cũng xa tên sử dụng được nông thì còn đi hát chào đất hàng rồi nên chồng đi cứ chị cái này kê chua tu quá chẳng cái nôm ở nhiều tên cho từ mơ tất cập hiếp nơi ta một tập nước nông ở tì crong đi to tạm đó cứ tha tê sập hiệp xa play mà giáng á chả hai nó ta mọt tật nó cứ kê miên ở te bồ rán chắc chả nó được đẹp bông của ôn ban khơi nơi thằng xàm tay mình chẳng chả cứ chia ở te bồ rán chắc là bò hồ hô lăng á nó ngay cứ miên ở bốt xem ni hai bò xa mà bay bằng nẹ xong khăn ở te đại nơi thằng xàm tay mình khi nhông nó cứ kê miên bọc cực chả tay cực kê nó cứ chia bọc cô chớ nó ngay chẳng tất cả mà chỉ muốn cứ chắc tao mở
chẳng là sao ta được phơi nó lớn tắc á chàng chẳng công thức một chôn tu chi công sàn từng ốc nên làm bấy mơ từ tập hiệp đi trong Amsterdam bài bạc là ប្រទេសហូឡង់គឺជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីទាបជាងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រណាចឹងហើយបានជានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គេមានចាជីកជាប្រែឬក៏អូដើម្បីធ្វើជាផ្លូវទឹកហើយផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនតែនសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់មុនគឺគាត់ប្រើដើម្បីដឹកទំនិញទៅវិញទៅមកចាយកទំនិញចេញទៅក្រៅស្រុកក៏ដូចជានាំចូលក្នុងស្រុកផងដែរ ហើយភ្ញៀវទេសចរភិកច្រើននៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ទីក្រុងនេះហើយគឺគាត់អាចដែលខកខានទេនៅក្នុងការជួលទូកដើម្បីជិះកំសាន្តមើលទេសភាពក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពនៅតាមមាត់ទឹកចាទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចនិយាយបានខ្លះពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនរបស់គេដែរហើយនេះគឺជាផ្ទះកន្លែងដែលគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះចាផ្ទះអត់ធំទេហើយថ្លៃទៀតចំណែកឯឡានវិញគឺចតឡើងគៀកមាត់ទឹកចាផ្លូវតូចមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះចតទេឡាននឹងគឺថាអាចធ្លាក់ចូលទឹកបានងាយស្រួលហើយនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺថាសម្បូរប្រេកជីកបែបនឹងច្រើនមែនតើឈ្មោះថា Out the Crash ចាជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់មួយដែរសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់មុនគឺគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកទំនិញចេញចូលអញ្ចឹងណា បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួលកង់គេចាជួលកង់គេទៅគឺយើងបានឃើញសពកន្លែងមិនបាច់ដើរនាំចុកជើងព្រោះថាដើរមួយថ្ងៃក៏ដើរអត់សពទេណាសំខាន់ទីក្រុងនេះគឺថាមានឈ្មោះល្បីមែនតើខាងផ្នែកជីកង់អញ្ចឹងកុំភ្លេចមកសាកល្បងជីកក្នុងក្រុងរបស់គេទាំងអស់គ្នា ទិសចរភិកច្រើនគឺគាត់ចង់មកមើលកន្លែងនេះតផ្នែកចាកន្លែងនេះគឺមានកែបបោកឆ្ងាញ់ៗណាបងប្អូនចាមានគ្រប់រសជាតិហ្មងហ្នឹងហើយសំខាន់តែភ័យទៅផងនេះខ្ញុំនិយាយលេងសើចទេណាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគេហៅថាជាតំបន់ភ្លើងក្រហមណាបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺជាតំបន់ដែលគេធ្វើសេវាកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទស្របច្បាប់ จ้าคือมีในขนมที่กรงอัมสเตอร์ดัมนี่เองเดี๋ยวบางคนบ้านเคยจังเลยจุ่มไว้นี่คือเป็นเตะเชียร์กระจอกๆโดยในขังกรอยนี่ขนมจังจ้าคือมีดับบังแหวนนอนแล้วก็เก็บบังแหวนนอนจังตัวใส่ๆกดชอบางฮานี่รุกเรียงเอาเทียร์ที่กระจอกบ้านเคยจังนะนั่นไงไปในขังกรอยนี่ขนมนี่คือเก็บบัตรแหวนนอนจังมาเลยค่ะพาที่เก ជាទូទៅនៅពេលដែលមេចាប់ដើមងងឹតចារៀងយប់បន្តិចហ្នឹងទៅមានស្រីស្រីគាត់ចេញមកឈរនៅមុខកញ្ចក់ហ្នឹងច្រើនមែនតើហើយចំណែកភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់ចូលចិត្តមកនៅពេលយប់ព្រោះថានៅពេលយប់នៅក្នុងតំបន់នេះគឺគេមានបើកភ្លើងពណ៌ស្អេកស្កាស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានមកដល់កន្លែងនេះហើយសូមបងប្អូនរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ចា គឺប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសូមកុំថតពួកគាត់ផ្ដេសផ្ដាសព្រោះថាកន្លែងនេះគេហាមឃាត់មិនឲ្យថតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពនឹងរក្សាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែរណា coffee shop ជាមួយនេះខ្ញុំហ៎នៅតាមប៉ាត់ទៅ coffee shop នៅទីក្រុងនេះគឺខុសប្លែកពីគេបន្តិចត្រង់ថានៅកន្លែងនេះគេមិនត្រឹមមានលក់កាហ្វេតែឬក៏ស្រាបៀរគឺគេមានលក់ឆាយើងអាចជក់ឆាដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូឡង់នេះចាទីក្រុងអាំស្តាដាមហ្នឹងហ៎ធម្មតារបស់សិនជាបងប្អូនអត់ធ្លាប់ស្គាល់ ក្លិនកាឆាហ្នឹងទេចាអាចមកលេងទីក្រុងអាំស្តាដាមនេះបានព្រោះថាខ្ញុំដំបូងមកដល់អញ្ចឹងខំក្លិនយ៉ាងប្លែកចាគឺជាក្លិនកាឆាខំក្លិនដំបូងវារឿងរសជាតិមិនរសជាតិនេះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ខ្លួនឯង
lần đi hiện khăn á hiện chụp ba nâng ngay bàn tay đỏ pe chả ban tì ni nhật nhọp chân tới thông lần chả thông lần cái cha nó được hiện chân chân nhiên á tám hết một nhập về để dựng đa căn từ dù tới cứ khơi nhờ hang tội bẹp nâng căn từ tràn tới chà vậy tư ở đào một cây nước đào ở sao bay một hàng muối muối miên lụa rồi bọc xem xem kia plate plate bị kia chẳng á chà nhưng mà đào chai này thảo nó phùm chân á chà đi cứ bị hia chân cái bật phi ở bờ đá sàn sân á hay nâng một chùa phơi nâng cứ tha một lúc tràn u ó còn mảng cối nhám ấy nâng cào bộ tha mệt xa đài ó nâng ngay bàn tay nâng khi nhom sầm rạch chặt tha ở nhám ấy nâng cái lại nâng ngay bộ tha một lúc tràn về chấn co tơ rộc tinh nồng pang nhám ấy sù sù bên tàu pì nhám ấy rồi hay nâng cứ tham miên cả lăng bự mỏng á nâng ngày chăng trong nom mà rầm lại tặng ở kia một lên mà cả lại tiệt á chả cả lại ní có u o đa thom đa mà được chờ nữa chà còn tình hình khi nhóm mà đào cái lại nâng nê là ca rô chọp là hốt nên khi nhóm mà đăng tha rô dạ bê bà mà nê của tha cho nâng mà sử tụ thống cứ dạy ấy ạ sơ lứ ta xâm lến chuông nê là ca nâng rô chọp nê là hốt mong hả bông bốn chà chào video robot niên nhóm có trở bàn bình chấp trầm bên này sân khâm thả bóng ô nâng bình chất hơi xung chui share bàn tràn tràn phóng chào con tràn chụp nên video rồi tiếp nữa chào xung chụp liền.